Mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên. Theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh phải thực hiện cày ải xong trước ngày 31 tháng 12. Đến nay toàn tỉnh đã cày ải cây lật đất được hơn 22.000 ha, đạt 93% kế hoạch, trong đó huyện phục cử và Văn Giang đã cày ải xong, huyện Bình Hào và ân Thi đạt 97% diện tích, thành phố Hương Yên cày ải được 350 ha mới đạt gần 60% diện tích các địa phương cần khoanh vùng giữ nước trên mương máng, đầm ao, đảm bảo có đủ nguồn nước tưới cho cây trồng vụ đông nhưng không gây ảnh hưởng đến việc gạn tháo nước để cây ải và làm thủy lợi nội đồng. Sau khi thu hoạch cây vụ đông thì phải tiến hành cây lở đất ngay để hạn chế cỏ dại phát triển và diện nguồn sâu bệnh hại lưu trú qua đông. Đồng thời, tập trung nhân lực phương tiện để nạo vét đông xuân 2019-2020 đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao. Các mô hình nuôi cá chép lai P1 theo hướng Việt Gáp vừa được triển khai trong năm nay được đánh giá hiệu quả kinh tế khá, ước thu trên 160 triệu đồng một hecta. Mô hình nuôi ghép cá chép lai v 1 theo hướng Việt Gáp được Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh thực hiện trong năm 2019 với quy mô 2 hecta tại Nam huyện thị xã trong tỉnh. Sau 8 tháng nuôi, tỷ lệ sống của cá trong mô hình đạt gần 74%, giảm dịch bệnh, cá khỏe mạnh và tăng trọng tốt, chất lượng thịt thơm ngon, năng suất bình quân đạt 19 tấn trên hecta. Qua thực tế mô hình cho thấy, mỗi hecta diện tích mặt nước nuôi ghép cá chép lai V1 theo hướng Việt Gáp cho lãi khoảng trên 160 triệu đồng. Các loại phế phẩm nông nghiệp nếu không biết cách xử lý, hàng ngày sẽ thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các biện pháp xử lý những phế phẩm này rất đa dạng, tuy nhiên có một số cách vừa giúp xử lý vừa có phân bón cho cây trồng. Sau đây, mời bà con và quý vị cùng theo dõi biện pháp xử lý phế phẩm nông nghiệp bằng biện pháp sinh học. Phương pháp xử lý phế phẩm nông nghiệp bằng biện pháp sinh học được áp dụng cho các phế phẩm có thành phần hữu cơ, sản phẩm sau khi xử lý thành phần bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Với phương pháp này, bà con nông dân hoàn toàn có thể áp dụng với các mô hình theo tiêu chuẩn Việt Gáp hay Global Gáp. Đây là hướng đi tốt cho sản xuất nông nghiệp bền vững. Nguồn phế phẩm hữu cơ có trong trồng trọt cây xanh rơm rạ, dạ, rác vỏ cây, lá mùn và chăn nuôi như phân động vật, gia súc gia cầm hay xác động vật. Trong môi trường nhiệt độ cao kéo dài trong nhiều ngày giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại, vì thế phân bón đảm bảo được các tiêu chuẩn. Để ủ phân, bà con cần chuẩn bị chuẩn bị dâm dạ, rác thải, sắc động vật, chế phẩm vi sinh nước, khi ủ, nên ủ nền đất cứng hoặc nền xi măng, sử dụng bạt tre, lợp lá. Các biện pháp thực hiện như sau. Giải từng lớp nguyên liệu đã được làm nhỏ, hòa chế phẩm vi sinh với nước và tưới lên nguyên liệu, đảo trộn để nguyên liệu ngấm đều. Giải lớp nguyên liệu tiếp theo và đảo trộn tương tự cho đến khi đống ủ cao từ 1 đến 1,5 mét. Che đậy bạt cẩn thận và lợp lá tránh mưa nắng kiểm tra nhiệt độ độ ẩm sau vài ngày, từ 60 đến 70 độ, độ ẩm 45%. Đảo trộn 10 ngày một lần, với nhiệt độ này, cùng tác dụng của chế phẩm vi sinh sẽ ức chế và tiêu hủy các vi sinh vật gây hại, đồng thời phân giải lulo trong sắc bã thực vật và thúc đẩy quá trình mùn hóa. Khi đảo trộn, xong che tấm mạt trở lại và đậy lá, tiếp tục ủ thêm 15 ngày. Cách dùng, bà con sử dụng phân vi sinh cần lưu ý phân được ủ từ thực vật khi bón từ 5 tạ đến 1 tấn cho một sào. Đối với phân bón từ xác động vật thì dùng từ 2 đến 3 tạ trên sào. Nếu không sử dụng hết thì che đậy kỹ, cho vào bao sẽ bảo quản được trong vòng 1 năm. Bà con và quý vị thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên.